Ok, chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình xin hướng dẫn tất cả các bạn cách hủy trang bị mà bị hỏng như thế này. Đấy. Một cái vũ khí cùi bắp thôi mà nó hỏng như thế này thì nó sẽ bị mất rương và giục cũng không được nè, giục cũng chả được. Thì mình muốn hủy hai cái cục này mà không bị mất tiền á, thì mình đi sa phu. Một là mình đi sa phu. Hay là mình có cái bùa thành thị nè, mình tới Lâm An và cửa đông, mình chạy tới thợ rèn cửa đông. Đây, mình chạy tới ông thợ rèn cửa đông. Ok, lít vô đây, mình lít vô là xử lý trang bị đã bị hỏng. Ở đây đó là có hai dòng, một dòng là sử dụng tiền đồng để khôi phục lại. Thì nếu như mà cái trang bị của bạn xịn sò thì bạn hãy sử dụng tiền đồng để khôi phục lại. Còn nếu như mà cái trang bị của bạn là cùi bắp đó, thì bạn lít vô dòng mà ta không cần hay giữ lại. Thì các bạn bỏ hai cái trang bị cùi bắp đây mà thành cục sắt xác định. Chọn vào thì ra đặt nhầm để ta thử lại. À, mỗi lần hủy đơn cục các bạn. Đấy, hủy một cục rồi, tiếp theo các bạn hủy tiếp. Đó, như thế là các bạn đã hủy xong cái trang bị bị thành cục sắt của các bạn. Ok.